ngay chia sẻ được không? Anh em chỉ ngay 3k nhá. Đấy, cứ một ngày chia sẻ là có tiền free anh em ạ. Đấy, trời quá là ngon luôn em ơi. Còn là phần code á, tối thiểu 50k. Ui, lộn anh em ơi. Phần code là nhiều em cũng có nói với mình rồi. Thứ nhất là em đăng ký link cái phần mô tả của video này. Anh em phải đăng ký đúng link nhá. Đấy, xong anh em vào group, anh em lên ID, mình sẽ gọi là phát code tự động cho anh em. Đó, có mấy anh em từ đại lý khác anh em qua xin code thì mình không tặng nhá. Đấy, cho nên anh em đừng có nói nhiều. Thì phần thông báo này, thì tích lũy nạp này, rồi phiên bản mới này, nổ hũ này. Đấy, vân vân và mây mây, ok chưa? Hôm nay là mình cực gần 9M anh em ạ, khi sáng rút rút lại 1 triệu anh em ạ. Đấy, đây là 2 triệu chiến. Rồi, nổ hũ rồi. Còn phần nạp tiền này, nó có nhiều cổng nạp cho anh em luôn. Nói chung là anh em thích nạp cổng nào thì anh em nạp. Nạp có siêu tốc này, thẻ cao, mobile, zalo pay, viettel pay. Cô đọc game, hai cổng của chuyển khoản ngân hàng á. Chuyển khoản ngân hàng thì khi nào mình cũng của nó cũng tối thiểu là 50k anh em ạ. Đấy, anh em chuyển qua các ví điện tử á, tối thiểu là 20k thôi. Nhưng mà mình cảm thấy chuyển qua ví điện tử nó kiểu nhanh gọn lẹ hơn anh em ạ. Tại vì chuyển qua ngân hàng á, thỉnh thoảng là nó bị treo anh em ạ. Mình nạp 20 lần thì trong đó 1-2 lần giao dịch bị treo anh em ạ. Đâm ra rất là cay luôn, đợi tầm 1-2 hôm thì nó mới bắt cộng anh em ạ. Đấy, nhưng mà con game này nó có đặc điểm là nếu anh em chuyển khoản xong á, chuyển khoản thành công á, anh em trừ tiền xong á, anh em vào game á, tiền nó lên ngay cho anh em luôn. Đấy, mình thích nhất là cái điều này của game này. Nạp gọi là siêu nhanh luôn anh em ạ, anh em chuyển xong vô đúng chưa được 1 giây luôn tiền nó lên ngay luôn. Còn phần đổi thưởng á, tối thiểu 50k anh em rút về bình thường nhá. Đấy, thì đổi thưởng thì tối thiểu 50k thì anh em nó sẽ duyệt cho em từ 1 đến 5 phút anh em ạ. Đấy, nói chung tùy vào thời gian. Nhiều người chơi, nhiều người rút thì nó sẽ duyệt tầm 5 phút. Ít người chơi, ít người rút thì nó sẽ duyệt nhanh cho em tầm vài phút thôi. Đấy, nói chung là game nó rất là ok luôn anh em ạ. Thì nó có nhiều tựa game này, nhiều dọn game cho em chơi luôn. 3 cào này, thủy hửa liêng 3 cây này, tài xỉu này. Đấy, nó có rất là nhiều tựa game cho em chơi luôn. Đấy chưa? À quên, mình giới thiệu phần club này nhé. Có nhiều anh em nói là game club này á, phần club của nó được gọi là được nhiều ưu đãi không á, thì mình sẽ nói với anh em nhé. Thì VIP club đó thì nó cũng khá là nhiều ưu đãi em ạ. Hiện tại của mình đang VIP 3 đây. Đấy, mỗi tuần là mình có lương tuần là 56k anh em ạ. Nếu anh em từ VIP 2 trở lên anh có lương tuần rồi, mỗi tuần bao em nhận free. Đấy, cái tuần nào vô nhận là free, game còn hoạt động là anh còn nhận tiền free rất là nhiều em ạ. Đấy, thì lương tuần 100% anh em rút về bình thường nhá. Đấy, 100% anh em rút về bình thường. Có nhiều anh em kêu là nhận tiền của game không rút về được. Đó là anh em sao chứ, lương tuần là 100% anh em rút về bình thường. Đấy. Còn anh em từ VIP VIP 7 trở lên á thì mỗi tuần anh em được 2,6 triệu. Cái này là không lo cơm bữa này em ạ, là mỗi tuần 2,6 triệu thì cứ cho là một tháng là anh em được hơn 10 triệu đi. Đấy, là không cần đi làm anh em ạ. Đấy, anh em đang chơi lên VIP 7 nhá. Đấy. Anh em đang chơi lên VIP 7 khỏi phải đi làm anh em ạ. Thì nó có nhiều tựa game luôn anh em ơi. Thì hôm nay số 2 triệu đồng thôi, mình chiến cho anh em game poker nhé. Đấy, lâu lắm rồi không chơi con poker nhưng mà hôm nay trải nghiệm lại nhá. Em xem này, lịch sử này. Đấy, rất là máu chiến luôn anh em ơi. Tổng cược của mình là 37.050k. Đấy, tổng thắng của mình là 34.385k. Đâm ra là vẫn đang lỗ gần 3 triệu anh em ạ. Đâm ra là lỗ gần 3 triệu anh em ạ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ nạp vào mình gỡ nhá. Cược 200 rồi. Quy này theo dưới này. Trời, mẹ nó quy ra át nó đen nhiều. Quả đó mà quy, nếu quả đó mà ta theo là quy trên á, là ta bú được x12, quên x6 là 2 triệu 200, anh quên 200 là anh em sẽ bú được tầm hơn 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 3. Đấy, dưới này, trên này, dưới không làm phát dưới không? Thôi rút đi, nhận đi. Đấy, chắc ăn anh em ạ, chơi kiểu thuộc dạng chắc ăn thôi. Dưới này, trời ơi, trên đi, làm phát trên nhá. Trời đất ơi, làm phát dưới nào. Trời ơi, bú luôn anh em ạ, rực rỡ luôn anh em ạ. Bảy, trời ơi, mẹ nó bảy nó là 8 anh em ạ. Nếu anh em ạ, con này có nghĩa là con bao giờ anh em ơi, cao nhất là con át, mà thấp nhất là con 2 anh em ạ. Anh em chọn trên dưới, ví dụ nhá, con 4 nhá, anh chọn trên này. Đấy, trên 4 là anh em sẽ bú. Dưới này. Đấy. Còn mà nếu ví dụ anh em đặt ra 10 nhá, 10 ra 10 là anh em sẽ thua, tại vì nó đồng con với nhau là nó sẽ thua. Đấy. Nó có phần tỷ lệ đấy. Đấy, ví dụ nhá, con 7 tỷ lệ nó ra cao hơn. Con 7 tỷ lệ nó ra trên cao hơn thì tỷ lệ nó ăn có 1.7. Mà con tỷ lệ nó xuống thấp thì nó tăng tỷ lệ ăn nó lên 2.5. Đấy, 7 trên này. Bú ngay, không nói nhiều anh em ạ. Đớp ngay.
Xe này. Trên tiếp này. Trời ơi, trên tiếp. Ủa, ok chưa? Thế là cuối cùng cũng lại được 100 rồi nhé má. Làm 2 triệu mà giờ lại được 100 cũng được cốc cà phê rồi ấy. Cũng được cốc cà phê rồi. Trời. Đẳng sức cấp luôn này nhé má. Đẳng sức cấp luôn này nhé má. Đẳng sức cấp luôn này em ơi. 5 ra 3. Đẳng sức cấp luôn này em ạ. X4 lận này em ơi. X4.16 anh em ạ. Khá là ngon luôn. Anh em nào chơi lô á, mình phán cho anh em ngày hôm nay. Hôm nay ngày mấy nhỉ? Hôm nay ngày 12, 11 anh em. Đấy, thì hôm nay mình phán cho anh em con lô lẻ nhé. Mình phán cho anh em con 38. Anh em bắt đi auto là bú luôn anh em ạ. Đấy, game này rất là uy tín luôn, anh em liên tải với em chơi nhá. Liên tải mọi cho phương tải video nhá. Đấy, hôm nay phán anh em con lô anh em ạ. Anh em bú thì anh em nhớ tải game về em trải nghiệm nhá. Con game này nó không có lô anh em ơi. Đây, con game này nó không có lô anh em ạ. Anh em qua chơi con game này cũng được. Nó có sổ số 3D luôn anh em ạ. Đấy, anh em qua em chơi luôn, chiến luôn. Đúng không? Đấy thì hôm nay chốt lại 1 triệu thôi. Thì video nhá, bye bye cả anh em. Em sau bye.